Hello, hello Thảo. How are you today? Ok, cô nhận được cái bài của Thảo rồi ha, cô đã nghe rồi. Rồi. Đúng rồi. Lần sau Thảo nhớ cải thiện cho cô ha. Có một vài chữ là mình phải chia động từ, ví dụ như là chủ ngữ là he, she, it. Đó, thì mình phải chia động từ ra ha. Còn có những cái ending sound nữa. Nhưng mà trước mắt cô muốn khen Thảo là Thảo làm cái bài này khá là tốt ha. Rồi, còn cái bài viết của cô ha. Con không vô được hả con? Sao lại kỳ vậy ha? Không sao, nếu vậy thì sau này Thảo cứ ghi âm bằng cách này cho cô cũng được nè. Cái kia cũng chỉ là một cái phần mềm để ghi âm thôi ha. Còn how about the writings? Have you finished the writing exercise? Chưa xong đúng không? So when will you finish the writing exercise? Tell me when. Tomorrow's. Okay. Are you sure? Not sure. Sure. Rồi, okay, sure ha. Rồi bữa trước cô có kêu Thảo về học tên của những cái hành tinh. Thảo đã học chưa? Have you learned about the names of all the planets? Yeah, really? Wow, very good student. So now I will ask you. Giờ cô hỏi nha, được không? Are you ready for me to ask? Okay, sao hỏa là gì? Marks, Marks có S. Ok, nên đọc là Marks. Tiếp theo, sao Thiên Vương? Sao Thiên Vương? Sao Thiên Vương là gì? You Uranus. Đúng rồi, Uranus, sao Thiên Vương. Sao Kim. Sao Kim. Sao Kim. Là Thảo nhìn hình Thảo Thảo mới có thể nói được tên đúng không? Rồi giờ cô mở hình cho con ha. Rồi, ok. Could you see my screen? Rồi, bây giờ Thảo cho cô tên của những cái này. À, cái này nó có tên rồi. No. Cái này có tên sẵn rồi. Ok. Rồi, ok, vậy bây giờ Thảo đọc cho cô những cái tên của những hành tinh trước đi ha. Rồi mình phân biệt nó sao. Rồi, bắt đầu từ sao Hỏa nè. Thảo nói đó chính là Mars đúng không, là cái đỏ đỏ ha. Tiếp theo sao Kim hồi nãy cô nói đó chính là Venus, là cái này nè con. Venus à, sao Kim ha, Venus. Tiếp theo sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương hồi nãy mà cô hỏi Thảo, đố Thảo nằm ở đâu, nhớ không, nhớ hồi nãy cô chỉ là chữ gì không? Thiên Vương nằm ở đâu đây? Uranus, Uranus đây ha, sao Thiên Vương. À,
cô đọc tiếng Anh là Thảo đọc tiếng Việt được đúng không? Rồi bây giờ Uranus là sao thiên vương, vậy thì Neptune, Neptune là sao gì đây? Hay là cô đọc tiếng Việt xong rồi Thảo nói tiếng Anh? Rồi vậy thì Neptune là sao? Chưa học thì hôm nay mình học ha. Neptune là sao gì nè? Rồi mình chỉ một cái hát dễ hơn nha. Earth, Earth. Moon. Sun. Rồi, ok. Giờ mình học cùng nhau học lại những cái vocabularies về các planets nha. Đó, Mars là sao Hỏa nè, Thảo biết rồi nè. Sao Kim hồi nãy cô có hỏi Thảo rồi là Venus nè. Tiếp theo sao Thiên Vương là Uranus nè. Sao Hải Vương là Neptune. À, theo cô thì cô thấy cái Neptune này là dễ nhớ nhất luôn á. Neptune là sao Hải Vương. Sao Thủy của mình sẽ là Mercury. Rồi, sao Mộc sẽ là Jupiter. Jupiter, sao Thổ là Saturn. Saturn. Sao Diêm Vương là Pluto. À, so we have eight, planets. Mình có 8 cái sao hoặc 8 cái hành tinh. Rồi, one more time. Mars là sao Hỏa. Saturn là sao Thổ. Jupiter là sao Mộc. Pluto là sao Diêm Vương. Venus sao Kim. Mercury sao Thủy. Uranus sao Thiên Vương và Neptune là sao Hải Vương ha. Rồi, qua bữa sau chắc là cô hỏi Thảo, Thảo sẽ thuộc được 8 cái hành tinh này đúng không? Rồi, very good. Rồi bây giờ mình sẽ listen and write names, then color the planets. Nghe và viết tên, sau đó sẽ tô màu sắc cho những cái planets này ha. Mình có 5 planets, 5 cái hành tinh ha. Đầu tiên là Mars, Mercury, Uranus, Saturn, Saturn and Jupiter. Ơi cô đấy. Sao Thảo? Nhỏ quá hả con? Là sao? Là bài tập của con xong rồi hả? Ôi không, ý của nó là bây giờ mình sẽ nghe, xong rồi mình viết tên và sau đó tô màu những cái hành tinh ở trên hình đó. Con thấy cái hình không? Đó. Đây ha, mình có 5 cái hành tinh nè, bây giờ mình sẽ nghe, sau đó mình viết tên con cái nào là của thành hành tinh nào, sau đó mình tô màu cái hành tinh đó. Do you understand? Rồi, giờ ra mình nghe nha. Thảo ơi, con có nghe được câu đầu tiên chưa? Ủa, con không nghe là không nghe tiếng hay là con không nghe được cái câu người ta nói hả? Ừ,
Sao vậy, ngộ ngộ vậy ta? Rồi đợi cô chút xíu nha, để cô. Mà con có thấy màn hình của cô không? Rồi, giờ thử ha, để cô bắt lại coi có nghe được không ha. Nghe được không con? Có nghe được tiếng không? Ừ, kỳ vậy ta. Hay là tại nhỏ quá ta? Rồi cô thử lần nữa nha. Có nghe được không Thảo? Sao ngộ vậy ta? Bình thường vẫn nghe được mà sao hôm nay lại không nghe được ta? Rồi nếu vậy thì để cái bài tập này qua bữa sau mình sẽ làm ha. Bây giờ mình sẽ làm bài tập tiếp theo trước. Bài tập không liên quan tới phần nghe trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bài tập là Answer question about our planets, trả lời những câu hỏi về cái hành tinh của chúng ta. For example, how can you say 16 Centigrade? Ok, 16 degrees Celsius. Mình có hai cách để mình nói độ C ha. Một là degree Celsius. Cách thứ hai là centigrade. Đây, mình có hai cái chữ để nói về độ C ha. Celsius or centigrade. For example, water. So, water boils at what temperature? Ví dụ như là nước sôi ở bao nhiêu độ C ha? Thảo trả lời cho cô biết nha. Nước sôi ở bao nhiêu độ C? Hello, hello Thảo. Could you hear me? Một trăm độ C. 100 độ C là đáp án. Nước sôi ở nước sôi. Nước nước sôi ở 100 độ C ha. Vậy thì Thảo nói tiếng Anh cho cô đi nào. Nước sôi ở 100 độ C. Khi mà mình diễn tả những cái sự thật hiển nhiên thì mình dùng thì gì đây? Nước sôi 100 độ C là luôn luôn đúng, là sự thật hiển nhiên thì mình sẽ dùng thì. Hiện tại. Hiện tại gì nè? Hiện tại tiếp diễn hay là hiện tại đơn? Đúng rồi, vậy thì mình không dùng boiling ở đây mà mình dùng là boils thôi. Water boil at 100 degrees Celsius. Ok. Rồi cô hỏi tiếp nha, nước đóng băng ở bao nhiêu độ C? Đúng rồi, thì mình nói là water zero degree censored. Censored. Rồi, chữ đóng băng ha, thì mình sẽ dùng chữ freeze. Water freeze at zero degrees censored. Right, okay. So now let's answer the questions. What color is the earth when you look at it from space?
Ở đây có những cái gợi ý sẵn rồi, hình đó là blue and white. Bây giờ Thảo chỉ cần ghép lại trả lời thành một câu hoàn chỉnh cho cô thôi. Rồi, trái đất có màu sắc gì khi mà mình nhìn xuống từ ngoài không gian ha? What color is the earth when you look at it from space? Hello, hello Miss Thảo. Ok, rồi Thảo trả lời cho cô nha. Blue and white là gợi ý của mình ha. What color? Cái màu của trái đất mà khi mà mình nhìn từ không gian vào là màu gì? Gợi ý của mình là blue and white. Bây giờ Thảo chỉ cần lập thành một cái câu hoàn chỉnh cho cô thôi. Con trả lời cho cô. Đáp án của mình là blue and white rồi. Bây giờ Thảo chỉ cần sử dụng cái blue and white này lập thành một cái câu trả lời hoàn chỉnh cho cô. Chưa đủ ha, cô muốn dựa vào cái câu mà ở phía trên hỏi đó. Màu sắc gì trái đất mà khi mình nhìn vào nó The từ không gian? color No, ý của cô là muốn thầy trả lời là trái đất thì màu gì khi mà bạn nhìn nó từ không gian? Đó là câu trả lời hoàn chỉnh của mình ha. The Earth. Blue and white. Look at from space. From space. Rồi Thảo còn nhớ là tại sao cô lại kêu Thảo đọc là the earth mà không phải là the earth không con? Lý do tại sao không phải mình không đọc là the, bình thường mình đọc là the, mà tại sao trong trường hợp này là the earth không phải là the earth? Why? Do you remember five vowels? Con còn nhớ năm cái nguyên âm không? Anh ở em ở quỳ không? Đó, khi mà gặp năm cái nguyên âm đó thì chữ đờ mình phải đọc là đi nha. Anh ốm em ú ì, đó là năm chữ nào Thảo còn nhớ không? Đó là năm chữ nào? Anh ốm em ú ì, đó là năm nguyên âm nào? Đúng rồi. The next question, câu hỏi tiếp theo nha. How many moons has Earth got? Có bao nhiêu mặt trăng? How many moons has Earth got? The answer is one. Câu trả lời là một. Bây giờ ráp lại thành câu cho cô nha. Câu trả lời hoàn chỉnh. How many moons has Earth got? Trái đất của mình thì có mấy mặt trăng ha? Câu trả lời là one. The earth has got one moon là cách thứ nhất trả lời. Cách thứ hai mình có thể dùng là there is, there are. Do you remember there is, there are? There is one moon. Mình không dùng là in mà mình dùng là on. On the earth. À, hai cách trả lời ha. Hoặc là theo như cách của Thảo là the earth has got one moon. Đó. Two way to answer this question. Number three, what is the temperature on earth? Nhiệt độ trên trái đất là bao nhiêu không? About 14
degree censored. Ủa Thảo ơi, nãy giờ là con không thấy màn hình luôn hả? Sao ngộ vậy ha? Vẫn thấy nhưng mà lại không rõ đúng không? Ok, vậy thì trả lời cho cô câu này ha. What is the temperature on Earth? Câu trả lời là 40, 14 độ. 14. Nãy cô mới nói là dùng chữ on, không được dùng chữ in. On the earth. The temperature on the earth is 14 độ C. Fourteen degrees centigrade. Censured. Has Earth got any drinks around it? Has Earth got any rings around it? Do you understand the questions? Has Earth, trái đất, got any rings around it? Có nghĩa là trái đất có bất cứ cái vành đai nào xung quanh nó không con? The answer is no. The answer is no. Hello, hello Thảo. Hello. Hello, teacher. Okay, so where are you? Why did you leave me alone? Because internet. Because of the Wi-Fi connection. Internet is. The Wi-Fi connection is so poor. Okay, so please answer my question. Câu trả lời của mình là no, huh? The earth has got. The earth hasn't got a ring. Has got no rings, hoặc là hasn't got a rings. The next question, how long does it take for the Earth to travel around the Sun? Câu trả lời là 365 ngày nha. 6 giờ và 16 phút. Trái đất xoay quanh mặt trời mất thời gian bao lâu? The answer is 365 ngày, 6 giờ và 16 phút. Rồi, bây giờ cô lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa nha. How long does it take for the Earth to travel round the Sun? It takes 365 ngày. No, 365 ngày. 365 days, 6 giờ và 16 phút. Sáu giờ và mười sáu phút. Minutes, 16 minutes, 16 phút, 16 minutes. Rồi, Thảo có thể trả lời lại nguyên câu cho cô là mất 365 ngày, 6 giờ 16 phút để trái đất đi du lịch xung quanh mặt trời ha. Nói nguyên câu cho cô được không? It takes cộng thời gian. It takes 365
For the earth For the earth to travel to travel around around the sun. Very the good. sun. Đúng rồi. Very good. Rồi, the next question. À đúng rồi, Thảo không thấy được màn hình, làm sao mình tới bài tập tiếp theo được ha? Con có thấy được màn hình không? Okay, so let's find out about all the planets. Would you like to travel in space? Okay, sau đây mình sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến planets. Would you like to travel in space? Why and why not? No. No. No, I wouldn't. Because I just want to stay at home and go to sleep. Right? Ok. Ủa đúng luôn hả? Cô chỉ đoán thôi. Mà không ngờ đúng luôn hả? Wow. Really? So anything else? Còn lý do nào khác nữa không con? Rồi, gì Thảo trả lời lại câu hỏi này cho cô ha. Nãy là câu trả lời của cô, bây giờ là câu trả lời của Thảo. Would you like to travel in space? Why and why not? No, I wouldn't because I don't like. No. Câu trả lời đó ngắn quá, cho cô thêm ý nữa đi con. Giống như hồi nãy cô nói đó, because I just want to stay at home to relax or go to sleep. It's so dangerous. I just want to be at home to sleep more. Okay, number two, which planets would you like to visit? Tưởng tượng cho cô là con thích đi đó. Vậy thì nếu được đi thì con muốn đi tới hành tinh nào? Maybe Mars, maybe Venus, maybe But now we are on the Earth already. Nhưng bây giờ mình đang ở trái đất rồi mà. Ok, giờ con có thể trả lời là I just want to travel around the earth. Right, ok, me too. Okay. Ở đây sướng muốn chết lên chẳng làm gì ha. Yes. Number 3, how long might the journey be? Guess. Rồi, giờ người ta kêu mình tưởng tượng cái chuyến đi nó như thế nào. Rồi, Thảo hãy tưởng tượng cho cô cái chuyến đi mà vòng quanh trái đất của con như thế nào. Tả cho cô nghe nè, đầu tiên con đi đến đâu? Where will you go first? Then next, where will you go? What would you do? Sẽ làm gì ở đâu ha? For example, cô nói trước nha. Cô nói trước cái chuyến đi của cô mà cô tưởng tượng nha. Okay, firstly, I would like to go to Korea. Yes, I would like to take a lot of photos with my idols from a very famous band that is BTS. And then I would like to go to America to see my country princess, Taylor Swift. Finally, I would like to come back to Vietnam to go to the north of Vietnam because I didn't have a chance to travel. Rồi, đó là cái chuyến đi lý tưởng của cô ha. How about you? Còn Thảo thì sao? How about you? Còn Thảo thì sao? Hả? Cái là của cô mà. No, don't imitate me. Không được bắt chước cô. Không được bắt chước cô. Nhưng mà cái ý đi Korea trước là của cô mà. Ok rồi,
Cô nói dở thôi, Thảo cứ tiếp tục đi nè. To to visit, có dùng cho câu chữ visit. To visit my uncle. Rồi, tiếp tục nè. Rồi, ok. Thảo ơi, mình nghỉ 1 phút để cô đi vệ sinh cái nha con. Rồi, trong khi đó thì Thảo ôm lại cái câu vừa rồi á. Chút rồi cô ra cô kêu Thảo nói lại nha. Rồi. Hello, hello Thảo, cô trở lại rồi đây. Rồi, nói lại cho cô cái câu đó ha. Finally. That's on. Hết chưa con? Rồi, ok. Vậy là hai cô trò mình giống nhau ha. The same ideas. Ok, so now let's move on to the next exercise. Choose one of the planets and make similar question and answer like in exercise E. Bài tập E của mình hồi nãy ha, mình sẽ chọn những cái bức tranh gồm những về những thông tin, những cái thành thành tinh. Sau đó mình sẽ áp dụng làm một cái bài tương tự như là cái bài Y này đây. Mà bởi vì bài Y mình chưa có nghe được, đúng không? Cho nên bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái bài khác. Bữa sau mình sẽ quay lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ tới một cái phần đó là phần homework. Nhưng mà thay vì làm homework thì mình bây giờ mình làm luôn, để cho Thảo nhẹ bớt cái bài homework, nhẹ bớt bài tập ha. Learn more about the solar system in English. Names of the planets, their orders. Bài tập của mình yêu cầu là kể tên những cái hành tinh và theo trật tự của nó ha. Theo trật tự của nó. Rồi, Thảo có thể kể những hành tinh theo trật tự cho cô được không? Ok, đó là tại sao mình có thể quay lại cái bài này ha. Đây, trật tự của nó đây. Cái nào mà gần trái đất, à gần mặt trời nhất thì mình sẽ kể trước ha. For example, the first one, cái nhỏ nhất gần mặt trời nhật, đó là Mercury. Tiếp theo là Venus. Venus, nhớ trật tự cho cô ha. Mình chỉ có 8 cái thôi nên mình cũng khá là dễ nhớ. Mercury, Venus. Tiếp theo là trái đất của mình đó, Earth. The next one is sao Hỏa là Mars. The next one is Jupiter. The next one is Saturn. The next one is Uranus. And the last one Neptune. Ok, bây giờ hai cô trò mình thi với nhau ha, trong vòng 30 giây. Phải nhớ được 8 cái hành tinh này, sau đó lần lượt mỗi người kể ra theo thứ tự nha.
30 seconds start, 30 giây bắt đầu. Thirty seconds up. Thời gian hết rồi ha. Time's up. Rồi bây giờ Thảo muốn trước hay là cô trước nè? No, I don't want to go first. No, I don't want to go first. You first. No, I don't want to go first. You first. Rồi, vậy thì mình làm cách nào để cho công bằng bây giờ? No, tù xì bây giờ con không mở màn hình lên sao cô biết được. Ý là chắc chắn sẽ có người nghe chậm nghe sau. Cô nghĩ là nên để cho cái vòng quay quyết định ha. Đợi cô chút xíu nha. Cô sẽ ghi tên của hai cô trò mình lên cái vòng quay ha. Rồi mình sẽ quay ngẫu nhiên. Ok, so Thảo and Miss Yu. Right, okay. Could you see my screen? Có thấy màn hình của cô không? Đó, cô đã ghi tên hai cậu trò mình ở đây rồi ha. Bây giờ tên của ai xuất hiện thì người đó nói trước nha. Công bằng ha. Bắt đầu. One, two, three. Okay, so Thảo, you first. Yes, congratulations, Thảo. Rồi, okay, bắt đầu. Don't cheat. Không gian lận nha. Neptune, very good. Did you cheat? Really? How can I know? Okay, so I believe you. Cô tin Thảo ha. Rồi. Very good, very good. Congratulations. Giờ tới lượt cô đúng không? I'm so nervous. The first one is Mercury. The second one is Venus. The third one is what? Mercury, Venus. The third one is I forgot. So I think I would like to lose. Cô chịu thua ha. Give up, I give up. Cô thua rồi. Cô không nhớ cái thứ ba. What is it? The third one. Yes, the earth. Number four is cô quên luôn cái thứ tư luôn rồi. Number four, what is this? The Mars.
Number 5 Jupiter. Number 6 is Saturn, right? Okay. Number 7 is Jupiter. Number 7 is what is this? Number 7 is Saturn. And the last one is Neptune. Uranus. And number 8 is Neptune, right? Okay. So the winner is me. Okay, the winner is How. Congratulations. Rồi, phần thưởng của Thảo sẽ là gì? Thảo muốn phần thưởng gì nào? Thảo muốn phần thưởng là gì nào? Ừ, tại sao lại không nói mà lại phải nhắn? Why? Rồi, come on, come on. À, rồi, ok, cô sẽ đáp ứng nguyện vọng của Thảo ha. Thảo muốn tăng thêm bài tập bởi vì bài tập ít quá đúng không con? Rồi, cô Gì rồi cô sẽ tăng thêm bài tập cho Thảo ha. Chút nữa cô sẽ gửi bài tập thêm cho con nha. Your quiz. Okay, so later maybe some hour later I will give you more homework to do. Okay, so please wait for me. Đợi cô ha. Chút nữa học xong rồi cô sẽ gửi thêm bài tập cho Thảo nha. Why? Rồi vậy thì hôm nay cô cho Thảo thời gian làm lại bài tập cũ ha. Bắt đầu qua bữa sau cô sẽ đáp ứng nguyện vọng của Thảo nha. Được không? Bữa nay tạm thời mình không thực hiện nguyện vọng ha. Rồi bữa sau bắt đầu sẽ tăng thêm bài tập nha. Okay. Today we will study here. Okay, stop now. Stop here. So see you next time. Rồi, làm bài tập cho cô về cái Spot đi ha, gửi cho cô ha. Rồi, bữa sau cô sẽ đáp ứng nguyện vọng nha. Goodbye, see you again. Goodbye, ok. Con phải vui chứ bởi vì Thảo thắng cuộc thi mà. Ok, very good. Rồi, tạm biệt Thảo nha. Rồi, goodbye.